đã có bàn thắng và đó là một pha dứt điểm tốt. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Xe có phạt góc. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Đó nên là một cơ hội. Rất tốt nhưng ồ, nó quá cao. Manuel Akanji. Chào Cancelo. Anh ấy chơi rất tốt. Sudi. Bóng chạm xa. Tung một quả volley đi nào. Vào rồi, thật tuyệt vời. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Gia tăng khoảng cách trên thành 2-0. Không ai ngăn cản. Anh ấy vừa ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng lại là một pha ghi bàn vào lưới đội nhà. Anh ấy hòa bóng cực lớn và bóng bay vào lưới nhà. Có lẽ anh ấy chỉ muốn ngăn cản một cách nhanh chóng và tốt nhất, nhưng quả thật tình huống đó là rất vụng về. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Đó là một pha biểu diễn, đường chuyền đó thật tuyệt vời. De Bruyne. Tạt bóng đi. Alexander Zinchenko. Đây là khoảng cách giữa siêu sao.